nhảy vào nó đây, nhảy ra đằng trước đó này. Chạy vào đằng trước ấy. Ôi giời. Oh my god. Rồi. Ông này ông chú cảm đấy nhỉ. Ông xuống ơi. Ôi. Nó cắn đây, cắn nào ơi. Ôi quần luôn à. Con này cắn đấy. Ôi. Ôi đấy tốt đấy. Oh my god. Ôi cho con chân đen đi trước đây. Ui gì kìa. Oh my god. Ôi. Anh ông. Ui. Oh my. Oh my god. Bắt con đen đi anh em. Con bé đi. Ôi sao lại tụi nó lại như thế này đấy con. Ôi. Đây. Oh my god. Ui tụi nó to này. Cái này nó cắn nhá. Cân nhắc cái. Con này á phải 5-6 cân. Nghỉ đi á. Được rồi, con nào trước đây? Được rồi, con bé trước nhá. Con này trước này. Nó cắn nhá. Con màu trắng, màu đen à? Ui, con này trắng bạch tạ rồi. Này, ui. Ui, ôi, to quá. Giếng này là giếng để nước. Sao đem chan lên đây để. Này, quay vào đào cái gì ạ? Ôi. Này, thấy có bà ngồi. Bà đấy, bà đang đây. Ủa, nào, bà chỗ này. Đó là con cây cái ông bơm ấy anh ơi. Thả nó ra cho nó qua ông bơm đi. Nó bơm kia rồi kìa. Ủa, con kia to anh ơi. Ôi, từ nó đây. Giờ tìm cách để bắt nó lên đây. Sao bắt con nào lên trước đây. Con này nó cắn mình không bây giờ không muốn bắt lên nè. Bắt con dơ chứ được kìa. Kìa con miệng kia nó cắn. Cắn được. Đấy. Đây đưa sát đây, quỳ đây. Sát này anh. Đi vào. Ôi. Ôi là sát chuyên nghiệp luôn. Đó đây. Ôi my god. Ôi. Bố đau lắm, bố đau lắm. Đấy. Bố đau xong rồi, quên kìa. Quay nó. Từ từ bên này đang đút rồi. Con đi còn ôi, ba con hai con. Còn ba con rồi. Ôi nhiều lắm. Mấy con trăm rồi. Ba con rồi. Ôi nhìn này, trông này. Cho con nào đây này. Cho bé lên nhá. Cho bé lên đây. Thằng nhóc con đấy có thể nó cắn nhá. Cô kia nó quay đâu kìa. Bắt nhanh. Anh ơi, giúp em cho cái vòi cái xuống đây cái đầu vòi kìa. Con đầu con ở kia kìa. Đâu đấy? Đây. Cái đây. Đây vòi sau này, đây là sau kìa. Vòi sau kìa. Đây sau này. Đấy. Đấy. Đấy con này nó cắn đấy. Nó ham bố kìa, Con gì kìa? Đây nè. Con này giữ nhá. Bỏ túi ra. Bỏ túi ra. Quăng cho con mày kìa. Đây nó đây. Kéo. Ủa nó bảy nè. Đi đâu không? Nó bắt cẩn thận không? Phải đấy nhỉ, bắt nó mấy con nhỉ? Ui, nó quấn tay kìa, nhớ cho tay kìa, sao quấn nhỉ? Nó bẻ tay kìa. Nhớ đây nè. Trắng xóa đi nhỉ? Ui, nó quấn tay. Con này giá lắm. Oh my god. Con này to quá.
Ôi, con này to khổng lồ luôn này. Con này mấy chục cân gì? Ôi, nhìn to chưa? Còn con này đó. Bây giờ kéo sang nó lên bây giờ đây. Ui, to thật. Con này to chắc nặng. Ui. Con này đây đó. Nè. Bên ra giữa đường, cái bên ra giữa đường, không thì nó kéo quần đây đó. Kéo quần đây. Quần đây đi, nó kéo quần đây. Bố ngủ kéo. Chạy mất. Ô, quần hả? Con này con chăn nhá, con thấy con bò. Con bé. Con bé. Con này nó không quay cổ lại gì? Con kia nó quay cổ lại. Bắt nó bình thường chứ. Trông thấy một mình nhá, chẳng bắt luôn. Cho túi to đây Quang ơi. Cho túi con tinh chuẩn này. Ôi xà. Con này dài 5 mét nhá anh em nhá. Thì đi. Nhà đang có khô. Nhà đang có khô. Nó bé đang. Chào bạn đâu ơi? Bạn đi chơi à? Cá mới không? Nó cắn đấy. Nó đang đấy. Hai con con hàng bắt bóng là bé nhỉ, còn đâu con đấy đánh giá nhất đấy, con đấy là con cứng. Nó bắn nó có sự quan cống này là cống này nhất cống này rồi. Nó phì đấy. Ơi, cho mấy con này to chung to này vào đi, to để con này bắt sau đi, con này cứ để đấy đi Quyền. To cho nó to rồi. Cho hai con nào chứ? Ông đâu con trắng? Giống như là con ông, như là con ông mà. Quá là bên dưới này lên hơi 500. Quá nhiều luôn. Cả làng xóm nhà mình không ai biết đường mà bắt. À. Này giữ con đường. Ôi. Nó cắn đấy. Con này đánh đá. Ôi. Nó rít kìa. Hay vậy chứ cái gì? Nó đang phun nữa đấy. Nó đập quá. Nó về luôn nó thở kìa. Con này chắc cười. Cười nổi con đứa trẻ con ngay. Cái tí là vừa chứ còn. Cái tí là nuốt vừa bụng này đấy. Mai đi bắt nhiều mẹ cho bác con ăn nhá. Tình tôi muốn thích nha. Con này bé. Từ nãy mua nãy mua. Nãy chụp bằng cái gì? Nó có đớp không? Con này nó có đớp không? Con này cắn cái con này cắn. Cắn à? Cầm cổ. Đi chặt nó nhập. Không. Nó cắn cái này vào đấy thôi. Cho túi đi. Quá.
hết rồi. Ok. 5 con ở trong hàng thốc nhá. Bây giờ đang bay vào hàng nữa, 5 con ở dưới vào nấu. Alo.